Cách học tập tốt cho các sinh viên chuyên ngành marketing. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Thì đối với việc học marketing hay học bất kỳ ngành nghề nào hết thì đều có những cái mà cách học tập khác nhau tùy thuộc vào cách tiếp cận của mỗi người. Có người thì học bằng cách đọc, có người học bằng cách nghe, có người học bằng cách thực hành, có người học bằng cách phải là giảng kèm cặp. Rất là nhiều cái cách khác nhau để có thể tiếp thu, tùy thuộc vào năng lực của mỗi người và tùy thuộc vào cái khả năng bên trong mỗi người như thế nào. Chúng ta phải tìm ra những cái phương pháp phù hợp để chúng ta có thể áp dụng trong cái việc học tập cho mang lại kết quả tốt nhất. Và ở video clip này, Tân sẽ nói về những cái cách học tùy thuộc vào từng loại người để cho các bạn sinh viên được hiểu chính bản thân mình và tìm ra cái phương pháp học tập tốt nhất phục vụ cho ngành marketing. Trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của video thì hãy bấm like cho video và subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ tinh thần cho Tân tiếp tục ra những video tiếp theo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính. Nội dung chính của video đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ điểm qua các hình thức cách học. Rồi, đầu tiên là người học bằng, Tân sẽ ghi hoa nhé, người học bằng trực quan. Thì đối với những bạn mà đang học bằng trực quan thì họ sẽ là học bằng cách quan sát, dùng hình ảnh để ghi nhớ, nhạy cảm với hình ảnh, yêu thích các bài thuyết trình trực quan. Đó là loại thứ nhất. Loại thứ hai là người học bằng đọc viết. Họ sẽ học thông qua đọc và viết, giải thích vấn đề trên giấy, suy nghĩ theo hệ thống và ghi xuống danh sách, chuyển bài học thành các từ khóa. Loại thứ ba là người học bằng tương tác. Loại này thì học thông qua việc thực hiện thử và sai, yêu thích việc thực hành, kết hợp nhiều giác quan để khám phá, thích giải quyết những vấn đề trong đời sống. Loại thứ tư là người học bằng âm thanh. Loại này thì học thông qua việc nghe và diễn đạt, lắng nghe các từ khóa và các cụm từ, nhạy cảm khi nghe một điều gì đó được giải thích, suy nghĩ theo từng bước. Đó, bạn có thể thấy là có 4 cái thể loại người phổ biến và 4 cái thể loại cách học khác nhau. Đầu tiên là học bằng mắt, đó như là nhìn trực quan, diễn đạt trực quan bằng biểu đồ, bằng hình ảnh và này kia thì sẽ tiếp thu. Thứ hai là học bằng đọc viết, là vừa đọc xong viết xuống giấy rồi phân tích trên giấy rồi này kia các kiểu á, thì nó sẽ ok hơn. Loại thứ ba là thực hành, là đụng vô sai sửa thì mới học được, mới nhớ được. Loại thứ tư là bằng âm thanh, diễn đạt bằng cụm từ, bằng những cái ý chính, những cái mà ngôn từ chính được nghe và được check note lại.
Ok, và tiếp theo là cách học cho mỗi thể loại. Thể loại thứ nhất là người học bằng trực quan. Sử dụng tờ xuống hàng cho rộng tí. Sử dụng biểu đồ, bản đồ, sơ đồ. Sử dụng video và bài thuyết trình PowerPoint. Tạo ra và sử dụng những flashcard. Tập trung vào tựa đề khi đọc. Highlight và gạch chân khi đọc. Tiếp theo là người học bằng đọc viết. Ghi chú lại nhiều về chi tiết. Ghi chú giải thích. Ghi lại chú thích bằng nhiều cách khác nhau. Sử dụng danh sách. Chuyển sơ đồ, biểu đồ thành lời nói hoặc ghi lại tóm tắt. Ghi lại những câu hỏi dựa trên tài liệu và trả lời những câu hỏi đó. Rồi, tiếp theo là người học bằng âm thanh. Thu lại bài giảng, bài học và nghe lại. Đọc thành tiếng. Thu âm những chú thích của bản thân và nghe lại. Sử dụng các từ liên tưởng để giúp cho việc ghi nhớ. Rồi, tiếp nữa là người học bằng tương tác. Tạo và sử dụng flashcard. Học từng đoạn ngắn. Sử dụng ví dụ khi ghi chú. Học nhóm và trao đổi ý tưởng. Vẽ nguệch ngoạc. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Cái gì đó khi đang học. Thì đây là những cách mà từng cái thể loại người có thể áp dụng vào trong cái việc học của các bạn để các bạn có thể là dễ tiếp thu cái bài học hơn, dễ nắm được những cái kiến thức, những cái bài giảng của giảng viên hay của giáo viên cách tốt hơn. Và sau đây là những lời khuyên giúp cho là sinh viên thành công. Những lời khuyên này liên quan tới là cái quá trình học tập của các bạn. Đầu tiên là ghi lại những bài tập, ngày nộp, ngày kiểm tra. Tiếp theo là bắt tay vào bài tiểu luận. Thứ ba là trao đổi với giáo viên. Thứ tư là kết hợp với màu sắc. Thứ năm là xây dựng không gian học tập.
Thứ sáu là xem giáo trình sớm và thường xuyên. Thứ bảy là tạo những ghi chú nhanh trong lớp. Thứ tám là đọc tài liệu. Thứ chín là hãy chú ý đến sự nhấn mạnh. Thứ mười là dành cho mỗi môn ít nhất 1 giờ mỗi ngày để học. Tiếp theo là học nhóm. Tiếp theo nữa là lập kế hoạch. Tiếp nữa đó chính là đừng để nước tới chân mới nhảy. Và cuối cùng là chăm sóc bản thân. Đây là những cái lời khuyên mà các bạn sinh viên nên chú ý và nên làm theo để đạt được những cái thành công tốt hơn trong cái việc học tập của các bạn. Và nên tránh những cái điều dưới đây. Những điều này là những cái thói quen rất là cố hữu mà từ xưa tới giờ đi học các bạn sinh viên hoặc cả mình cũng đã từng gặp và đã từng trải qua. Tuy nhiên những điều này không đúng như những gì mà bạn được nghe, như những gì mà bạn được hướng dẫn, thì ở đây sẽ có 4 điều và Tân sẽ giải thích 4 điều này cho các bạn có thể nắm. Điều thứ nhất là cố gắng ghi chú tất cả mọi thứ. Điều này hoàn toàn sai, đánh dấu X ở đây cho biết. Điều này hoàn toàn sai, bởi vì sao? Bởi vì trong tất cả bài giảng không phải cái nào cũng đáng để các bạn ghi lại. Bạn chỉ cần ghi những cái ý chính, những cái quan trọng mà thôi. Còn những cái mà rầu rìa các bạn có thể bỏ qua, các bạn có thể lướt. Tại vì khi bạn học là bạn học vào những cái điểm cốt lõi, những điểm quan trọng và những điểm khiến cho bạn có thể nắm bắt được những cái kiến thức mới, những thông tin mới. Chứ không phải là bạn ghi từng câu, từng chữ, ghi tất cả những ý, thậm chí những cái ý mà chỉ là làm cho đẹp cái câu từ mà thôi. Bạn cũng cố gắng mà ghi lại hết, như vậy là sai hoàn toàn. Nói ngày xưa đi học có rất nhiều bạn là cô thầy đọc chữ gì ghi hoàn toàn chữ đó không sai một nhịp, không sai một lời, không sai một dấu chấm dấu phẩy. Như vậy giống như một bạn sao chép vậy, nó không mang giá trị gì cả. Nên bạn chỉ nốt lại những cái ý chính mà thôi. Thứ hai là highlight quá mức cần thiết. Điều này cũng sai. Ngày xưa đi học có một cái cây bút dạ. Thường á, hiện nay bây giờ cũng vậy, nhiều bạn đi học những chương trình đào tạo cũng có cây bút dạ màu xanh hoặc là màu hồng. Thì các bạn hay là gạch những cái từ khóa quan trọng hay những câu quan trọng để các bạn về nghiên cứu thêm, hoặc khi đọc lại các bạn cũng dễ hình dung hơn. Nhưng highlight quá mức cần thiết thì thành ra nó lại không tốt và không biết được cái nào là ý chính, không biết từ khóa nào là quan trọng và không biết cái mà các bạn cần tập trung là gì. Khi nhìn vô một cái trang mà ví dụ nha, một cái trang tầm khoảng là 20 dòng thì bạn highlight hết là 18 dòng thì thành ra đâu biết cái nào là chính, cái nào là phụ đâu. Nên là highlight quá cần thiết là không đúng. Nên bạn chỉ tập trung highlight những cái mà thật sự mang lại những giá trị cho bạn và khiến cho bạn có thể là dễ dàng nắm bắt được cái nội dung của cái phần đó mà thôi. Thứ ba đó chính là viết lại. Chỉ đơn thuần là viết lại. Điều này cũng sai luôn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bạn viết lại thì nó sẽ mang lại cho bạn cái cảm giác mà quen thuộc hơn. Nhưng mà trong quá trình viết bạn phải đọc nó lên, đọc thành từ. Thì khi đó nó sẽ tạo ra cái khái niệm khác là ngôn ngữ âm thanh. Nó sẽ đi vào cái não của các bạn và giúp các bạn nhớ về cái bài học đó được lâu hơn. Và cuối cùng là đọc lại. Vì tin rằng sẽ giúp ngẫm nội dung tốt hơn. Điều này cũng sai luôn. Bởi vì sao? Bởi vì đọc lại thì các bạn cũng như đọc lại mà thôi, cũng chả khác gì nhau hết. Bạn cũng đọc những nội dung đó, bạn cũng có được những cái mà bạn rút ra như vậy.
Thay vì đọc lại, bạn hãy đọc kỹ đi. Đọc kỹ một lần cũng được. Đọc kỹ thì bạn sẽ nắm được những cái nội dung cần thiết. Còn đọc lại với đọc một cách phớt lờ, đọc nhanh, đọc qua loa thì những gì bạn nắm bắt từ lần đầu và lần thứ hai gần như nhau, chả gì khác biệt cả. Nên hãy đọc kỹ chứ đừng có đọc lại nhiều. Thì trên đây Tân đã chia sẻ cho các bạn sinh viên những điều cần thiết trong cái quá trình học tập để các bạn có thể chọn được cái phương pháp học tập tốt với chính mình. Hãy tự ngồi ngẫm lại, nhìn nhận lại mình phù hợp với cái phương pháp nào trong bốn phương pháp sau là trực quan, đọc viết, tương tác và âm thanh. Thì mình sẽ lựa chọn cái cách mà mình tiếp cận, cái cách mà mình học sao cho nó phù hợp và những lưu ý giúp cho các bạn có thể học hành được thành công hơn, có được những điều tuyệt vời hơn trong cái quá trình ngồi ghế giảng đường đại học của các bạn. Hãy bấm like video, cùng với đó là subscribe, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video chia sẻ tiếp theo của Tân trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Hãy để lại cảm nhận của bạn bên dưới phần comment. Video đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.